Từ khi ta quen nhau đã được bao lâu vậy em? Hôm nay anh sẽ nói với em tất cả những điều mà anh chưa dám nói từ bấy lâu. Ngại vì anh đắn đo, ngại vì anh lo lắng. Em này, từ mai em theo anh về làm dâu, mẹ anh được không? Em sẽ là người mặc chiếc áo cô dâu, nói với anh là em có thể làm được. Vì điều này anh sẽ làm mọi thứ vì em. Một là mỗi sáng không cà phê thuốc lá. Điều thứ hai, anh phải dậy sớm cho em đi làm. Ngày tuyệt vời chỉ thế thôi, chờ đến tối mình đi ăn. Chẳng cần bận tâm ngày mai sẽ ra sao. Rồi thì một ngày em sẽ là mẹ của con anh. Mình cùng nhau dựng xây mái ấm gia đình. Điều anh ước ao từ bấy lâu rồi cũng sẽ thực hiện được thôi. Em hãy đồng ý làm vợ của anh đi. Từ mai em theo anh về làm dâu, mẹ anh được không? Em sẽ là người mặc chiếc áo cô dâu, nói với anh là em có thể làm được. Vì điều này anh sẽ làm mọi thứ vì em. Một là mỗi sáng không cà phê thuốc lá. Điều thứ hai, anh phải dậy sớm cho em đi làm. Ngày tuyệt vời chỉ thế thôi, chờ đến tối mình đi ăn. Chẳng cần bận tâm ngày mai sẽ ra sao. Rồi thì một ngày em sẽ là mẹ của con anh. Mình cùng nhau dựng xây mái ấm gia đình. Điều anh ước ao từ bấy lâu rồi cũng sẽ thực hiện được thôi. Em hãy đồng ý làm vợ của anh đi. Được không? Một là mỗi sáng không cà phê thuốc lá. Điều thứ hai, anh phải dậy sớm cho em đi làm. Ngày tuyệt vời chỉ thế thôi, chờ đến tối mình đi ăn. Chẳng cần bận tâm ngày mai sẽ ra sao. Dựng xây mái ấm gia đình. Điều anh ước ao từ bấy lâu rồi cũng sẽ thực hiện được thôi. Em hãy đồng ý làm vợ của anh đi. Được không em? Một là mỗi
mỗi sáng không cà phê thuốc lá. Điều thứ hai, anh phải dậy sớm chờ em đi làm. Ngày tuyệt vời chỉ thế thôi, chờ đến tối mình đi ăn. Chẳng cần bận tâm ngày mai sẽ ra sao.